Ngày 23 tháng 12, phong trào anh em Hồi giáo ở Ai Cập tuyên bố dự thảo hiến pháp mới của nước này đã được thông qua sau hai lần trưng cầu ý dân, lần đầu vào ngày 15 tháng 12 và vòng 2 vừa kết thúc đêm 22 tháng 12, với tỷ lệ gần 64% đồng thuận. Hãng tin Reuters dẫn lời một thành viên phong trào anh em Hồi giáo thực hiện việc giám sát bỏ phiếu cho biết, tỷ lệ người dân chấp thuận bản dự thảo hiến pháp sau vòng bỏ phiếu thứ hai là 71% và kết quả chung là 63,8%. Một số quan chức của đảng đối lập chính của Ai Cập vốn lâu nay vận động các chiến dịch chống lại hiến pháp mới vì lo ngại sẽ đào sâu sự chia rẽ ở Ai Cập cũng thừa nhận rằng các kết quả kiểm phiếu không chính thức cho thấy dự thảo đã được thông qua. Hiến pháp mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi kết quả kiểm phiếu chính thức được công bố. Việc thông qua văn bản này sẽ mở đường cho cuộc bầu cử quốc hội diễn ra trong 2 tháng, nhằm thay thế quốc hội chiếm đa số là phe Hồi giáo, đã bị Tòa án Hiến pháp giải tán từ trước khi Tổng thống Morsi đắc cử hồi tháng 6 năm nay. Trước đó, truyền thông nhà nước cho biết Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã công bố tên 90 người được bổ nhiệm vào Thượng viện nước này. 75% trong số những người được lựa chọn không phải là người Hồi giáo, bao gồm những người theo chủ nghĩa tự do và đạo Cơ Đốc, cộng đồng thiểu số chỉ chiếm khoảng 10% dân số Ai Cập. Ngay sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý được công bố, phe đối lập chống lại bản hiến pháp mới của Ai Cập lập tức phản đối. Họ cho đây là một động thái nhằm áp dụng luật Hồi giáo và hủy hoại tính độc lập của hệ thống tư pháp. Ngày hôm qua, những người ủng hộ phe đối lập đã tổ chức biểu tình tại quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo để phản đối Tổng thống Morsi và tố cáo các hành vi gian lận trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua về dự thảo hiến pháp nhằm mang lại các kết quả có lợi cho Tổng thống Mohamed Morsi và tổ chức anh em Hồi giáo. Luật mới không dành cho tất cả người dân, mà chỉ dành cho người Hồi giáo. Có rất nhiều sai lầm trong luật này và sẽ có nhiều người phải đổ máu. Đó là một điều không hợp lý bởi tất cả chúng ta đều là người dân Ai Cập. Chúng ta phải có một nền dân chủ. Một số người đã bị thương khi những người biểu tình đối lập và ủng hộ Tổng thống Morsi xông vào ẩu đả lẫn nhau tại khu vực gần bảo tàng Ai Cập. Những người biểu tình tuyên bố sẽ ở lại khu vực quảng trường này tới tận ngày 25 tháng 1 năm 2013 để kỷ niệm 2 năm diễn ra cuộc cách mạng lật đổ chế độ của cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Ngoài ra, Mặt trận Cứu quốc NSF, một liên minh các nhóm đối lập tại Ai Cập cũng tuyên bố sẽ khiếu nại kết quả cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp, cho rằng kết quả đó dựa trên sự gian lận. Trong tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp báo ngày 23 tháng 12, các thành viên Mặt trận Cứu quốc nêu rõ sẽ tập hợp thành văn bản những bằng chứng vi phạm trong quá trình tiến hành trưng cầu ý dân và gửi văn bản này đến Tổng công tố, đồng thời khẳng định khối này sẽ tiếp tục đấu tranh để phản đối một hiến pháp không hợp lệ vì những sai phạm trong quá trình trưng cầu ý dân và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp. Chúng tôi không nghĩ rằng hiến pháp mới là một hiến pháp thích hợp. Nó vi phạm quyền cơ bản của chúng tôi và cản trở quá trình xây dựng của một xã hội dân chủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để có được bản hiến pháp hòa bình và dân chủ. Cho tới nay, Ủy ban bầu cử tối cao Ai Cập HCEC đã nhận được khoảng 800 khiếu nại trên cả nước. Trong khi đó, những người ủng hộ chính quyền Tổng thống Morsi lại cho rằng hiến pháp mới là một bước cải cách to lớn thời hậu Hosni Mubarak, có thể giúp mang lại sự ổn định và dân chủ cho đất nước. Không có gian lận trong cuộc trưng cầu dân ý, có rất ít hoạt động hỗ trợ cho Tổng thống Mohamed Morsi. Sau cuộc trưng cầu dân ý, Ai Cập sẽ bắt đầu một giai đoạn mới. Chúng tôi tin vào Tổ chức Anh em Hồi giáo. Tổ chức Anh em Hồi giáo hiện đang cầm quyền đã kêu gọi các phe phái tại Ai Cập tiến hành đối thoại để giải quyết các mâu thuẫn sau khi kết thúc cuộc trưng cầu ý dân về bản hiến pháp mới. Tuy nhiên, dư luận Ai Cập lo ngại những tranh cãi về bản hiến pháp mới sẽ đẩy nước này rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế nghiêm trọng. Kể từ giữa tháng 11, tình hình tại Ai Cập trở nên căng thẳng khi dự thảo hiến pháp mới bị phản đối dữ dội. Theo giới quan sát, mặc dù việc hiến pháp mới được thông qua đánh dấu một bước quan trọng hướng tới bình thường hóa tình hình tại Ai Cập, nhưng vẫn không thể khép lại những chia rẽ giữa các phe phái chính trị đối địch tại nước này, mà ngược lại có thể làm cho tình hình Ai Cập càng thêm rối ren. Việc thiếu trao đổi về thông tin và chế độ cai trị độc tài đã dẫn đến sự ngờ vực giữa các phe phái. Những vấn đề ở Ai Cập không thể được giải quyết, ngay cả khi có hiến pháp mới hoàn hảo. Tôi nghĩ trong tương lai tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Một tỷ lệ cử tri đi bầu chỉ khoảng 32% cho mỗi vòng bỏ phiếu, cùng với những tố cáo vi phạm bỏ phiếu từ phe đối lập chính, Mặt trận Cứu quốc và liên tiếp các cuộc biểu tình rầm rộ thời gian qua đã cho thấy những chia rẽ chính trị nặng nề tại Ai Cập. Quốc gia vùng Trung Đông này đã trải qua gần 2 năm chuyển tiếp chính trị đầy bão tố sau khi cựu lãnh đạo Hosni Mubarak bị lật đổ đầu năm 2010.
Kể từ đó, Ai Cập bị chia rẽ giữa các lực lượng tôn giáo và phe đối thủ ủng hộ một chế độ cầm quyền thế tục hơn. Cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp gây nhiều tranh cãi, được cho là không có khả năng giải quyết xung đột mà chỉ đánh dấu sự bắt đầu mới cho cuộc cạnh tranh giữa các nhóm chính trị xung đột nhau ở Ai Cập. Bất chấp nguy cơ cao để thua Đảng Tự do và Công lý của ông Morsi, nhưng qua cuộc trưng cầu dân ý này, các lực lượng đối lập dẫn đầu là NSF đã tạo được nền tảng mạnh mẽ hơn đối với công chúng, cũng như củng cố sự đoàn kết giữa các thành viên. Trong khi đó, Tổng thống và nhóm anh em Hồi giáo sẽ vẫn là những đại diện quan trọng trên chính trường Ai Cập, khi họ đã xây dựng được một cách chắc chắn ảnh hưởng trên toàn quốc từ vài thập kỷ qua. Ngoài ra, các đồng minh của ông Morsi hầu như chắc chắn vẫn giữ đa số ghế tại Quốc hội, đồng nghĩa với việc giữ chắc chắn gọng kìm quyền lực lãnh đạo đất nước. Hơn một năm căng thẳng chính trị và chia rẽ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và xã hội Ai Cập. Thế nhưng cuộc trưng cầu dân ý lần này chỉ mang lại hy vọng mỏng manh xoa dịu tình hình và đưa đất nước trở lại quỹ đạo ổn định và phát triển kinh tế. Sau hai vòng bỏ phiếu, các lực lượng chính trị đối lập tại Ai Cập chắc chắn sẽ tham gia vào cuộc chiến nóng bỏng hơn trong mùa bầu cử quốc hội mới, hoặc có thể sẽ tấn công nhau bằng một giọng điệu mềm mỏng hơn. Cho dù lựa chọn là gì, thì cuộc chiến này sẽ quyết định con đường nào Ai Cập sẽ đi trong tương lai và liệu đất nước này có thể phục hồi nhanh chóng sau bất ổn hay không.